Bạn muốn cày ranh nhưng không có thời gian, bạn muốn nạp nhưng mà không biết cách nạp thì cứ yên tâm đi nha. Shop của mình hiện tại đang có dịch vụ cày ranh và dịch vụ nạp thuê. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo ở phía trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yo và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình, tao đó đây. Thì đến với clip ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục chơi lớn mình rồi nha. Cũng khoảng là 5 ngày rồi mình chưa ra video cho các bạn xem nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình rảnh nè, nên mình vô mình quay video rồi mình đăng lên YouTube luôn nha. Thì mong là video này sẽ trên 3.000 view nha anh em ơi. Giờ này kênh của tôi cũng giảm tương tác khá là nhiều rồi. Chắc là mình đăng video không đều á, cho nên là YouTube nó giảm đề xuất kênh của mình á anh em ơi. Thôi không sao, mà nếu anh em xem video này mà anh em thích video á thì anh em nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ quay lại với trận đấu này nha. Trận này mình đang giả một con boss anh em à. Không biết là trận này mình có bị ăn hành không nữa. Game này tôi thấy bộ đồ cũng khá là nhiều. Rồi, tôi mới giải quyết xong hai bạn tem yellow nè. Bây giờ tôi sẽ qua đây thì lại gặp ông này nữa. Ok, tôi sẽ xử lý ông này luôn nha. Đấy, nhìn tôi ăn mặc như một con boss vậy thôi chứ trình tôi hơi bị cao đó nha. Rồi, ok, lên dĩa luôn rồi. Ok, tới tôi di chuyển qua tem blue nha. Ui, hình như hai ông này AFK rồi. Ui, cho game mà AFK rồi. Chắc là mẹ gánh rồi anh em à. Thôi ok, tôi tiêu diệt xong rồi à, tôi sẽ đi tìm mấy ông còn lại luôn nha. À, hình như trận này tôi thấy có một bạn tên màu đó anh em ơi. Tem màu xanh lá hay sao ấy. Đó, hai bạn tem màu xanh lá ngoài này nè, để tôi giải quyết ông này cái. Chạy đâu hả bạn? Đứng lại bạn ơi. Rồi, ok. Mà nếu anh em nào có nhu cầu cày ranh hoặc là nhu cầu nạp thuế á, thì cứ liên hệ số Zalo ở bên phía dưới góc phải màn hình nha. Thì số Zalo của mình là 0374533169. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho mình nha. Thì mình có thời gian rảnh á, thì mình sẽ đếp anh em thôi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để bây giờ tôi sẽ tìm ông tên màu nha anh em ơi. Bị thử ổng xem là coi ai thắng nè. Tôi thấy ổng rồi, ổng đang phàm phàng bên trong kìa. Ok, tôi sẽ vô mở combat nha. Ui, ông này quýnh mình không thấm luôn anh em à. Rồi, sắp ra rồi. Rồi, lên dĩa. Ok, để tôi phá bét luôn nha. Phá bét xong thì tôi sẽ PvP thử một lần nữa. Rồi, tôi chặn ông lại cái. Rồi, giờ kẹt rồi, sao mà ra. Ok, tôi sẽ phá cái này nha. Rồi, vô. Quýnh nè. Ui, chạy rồi. Ui, chắc là nhảy xuống đây rồi bung dù lên chứ gì. Đấy, tôi nói có sai đâu. Rồi, lên dễ nha. Thế là bạn đã bị trừ một sao. Ok, như vậy còn hai ông tem blue với hai ông tem màu xanh lá, một ông tem màu vàng nữa là trận đấu này kết thúc nha. Tôi thì thấy một ông màu blue trốn trên đây rồi nè. Bạn ơi, quay ra đằng sau luôn đi bạn. Bạn ơi. Rồi, anh đi thấy tôi rồi. Thấy rồi bắt đầu chạy hả? Ok, đó tôi dí ông này nha. Ui, chạy đi đâu con sao? Chạy đi đâu nè? Ui rồi, lại bắt lóc rồi. Ui. Bay màu luôn rồi. Tưởng anh em chạy được nhưng mà ai dè bay màu luôn rồi anh em ơi. Ok, như vậy là top 8 rồi anh em à. Nếu mà bây giờ tôi mắc bét là tôi sẽ vừa tự sát nha. Nhưng mà thôi, do tôi làm clip nên tôi sẽ cố gắng với top 1 trận này nha anh em ơi. Có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là tại sao game bị xóa khỏi CH Play. Thì tôi cũng không biết nữa anh em ơi. Anh em nào muốn biết thì cứ nhắn tin cho nhà phát hành game hỏi thử nha. Chứ anh em hỏi tôi sao tôi biết được. Tôi chơi iPhone nữa anh em à. Nên tôi cũng không chú ý đến mấy cái Android đồ lắm. Nhưng mà anh em mà muốn biết cách tải thì anh em cứ qua kênh Harvard xem video mới nha. Ông có hướng dẫn cách tải anh em. Anh em xem thì anh em tải thử coi được không. Chơi thì tôi thấy vẫn ok đó anh em à. Nhưng mà nạp game là không được nha. Do nó không có liên kết với cái CH Play ấy. Nhưng mà anh em muốn nạp game thì anh em liên hệ mình nha. Mình có thể nạp hộ cho anh em. Mất phí nha anh em, chứ không phải là miễn phí đâu nha. Ok, thôi bây giờ quay lại với trận đấu này nha. Hiện tại thì tem tôi anh em quýnh nhau bên đây anh em à. Để tôi qua đây tôi phụ đồng đội tôi cái. Ui, ông đứa này định chạy hả? Ok, tôi sẽ xuống đây chặn đầu ông nha. Ô, hay nha.
Tôi vừa bay xuống thì ổng quẹo lại luôn. Ok, xong. Như vậy thì trận đấu đầu tiên đã kết thúc rồi nha. Để bây giờ tôi chơi thêm một phép nữa nha mọi người. Ok, vô trận thứ hai nha anh em ơi. Hình như là trận này có một bạn top 4 CM Việt Nam á anh em ơi. Vẽ tên là Núp Ni Đá Gà bên tem Blue á anh em à. Để coi trận này tôi sẽ BBB thử với bạn ấy xem là tôi với bạn ấy ai thắng nha. Tôi thì không nhận mình pro đâu anh em ơi. Nhưng mà mình muốn solo thử với mấy người mà tay to ấy. Để xem là trình của mình ở đâu anh em à. Để mình biết thì mình còn thử sức nữa anh em. Rồi ok, tôi sẽ giải quyết tem với lô trước nha. Ui, ba ông đứng ở nhà luôn. Một ông rồi này. Còn à, ở đồng đội tôi đang đập bé này. Để tôi ra cô vợ ông cái nha. Ở đây tôi mua cái cúp tôi đập luôn nha mọi người. Ui trời ơi, mắc bé luôn rồi. À không sao nha, tôi sẽ cố gắng lấy top 1 luôn nha anh em ơi. Không chết một bạn nào hết. Mặt bét thì mấy bạn tên Yellow chạy hết rồi anh em à. Rồi, một ông chui xuống đây nè. Anh ơi, sao lại chui xuống đây vậy? Rồi, đập lên dĩa nha. Ok. La 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 la. Ui ui à, ông bà lũ này định móc láng tôi. Móc láng này, rồi lên dĩa nha. Ok, như vậy là tôi vô top 8 rồi anh em à. Để coi top server còn trong game này không. À, còn anh em ơi. Ổng như trước mặt tôi kìa. Ui ui, hình như ổng đang qua đây anh em à. Ok, tôi sẽ đứng ở đây nha. Để ổng qua rồi tôi sẽ BBB với ổng luôn. Ok, tôi sẽ ra đây khiêu chiến với ổng. Để tôi ăn cái đó vàng vô cái. Rồi rồi, vô. Rồi, quýnh nhau rồi. Ui, ông này múa cũng hay thế. Ui, múa ảo lắm anh em à. Biết quýnh nhảy luôn kìa. Ui ui, tôi sắp đai rồi. Rồi, ổng đai trước tôi luôn rồi. Ok, như vậy là ông bay màu luôn rồi anh em ơi. Rồi, như vậy là còn à, một ông màu xanh lá với một ông màu vàng đó là trận đấu này kết thúc luôn. Thử thách giả boss của mình là sắp hoàn thành rồi anh em ơi. Ui, ông này ống hút tình hình vậy. Ây da, ok, chấp ông luôn ấy. Ui, múa rồi còn quăng cái trứng à, trứng len đó nữa kìa. Rồi, đâu rồi. Ây da, ông này chơi được hết nhờ. Uống hút tàn hình nhưng mà ông không có tháo kiếm ảnh ra anh em ơi. Nên là tôi có hỏi là quýnh ông một chút được nè. Ui đâu rồi, đâu rồi. Thật sự nãy giờ ông này ông nhây quá anh em à. Ông hút tàn hình rồi ông bay ông nhảy rồi từ lưa tôi dí ra mệt ghê luôn á. Rồi ok, pha này thì tôi bung dù lên tôi chém ông nha. Ây à, lại đến mà rớt rồi. Ui, có điểm nhảy vậy anh em. Ok, tôi sẽ quăng một phát đạn lửa nha. Rồi, ủa. Ây. Cây thật sự định lấy top 1 cho anh em xem mà thôi. Tôi một pha chơi ngu lấy tí anh em à. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết clip này nha. Nếu mà các bạn thích đó, thì hãy nhớ là lại cho mình một like, một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.